Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp. Thì theo thường lệ, chúng ta có trao đổi về vấn đề Phật Pháp. Thì chúng ta muốn qua cái nước phi không gian, phi thời gian, thì chúng ta phải qua thế giới của tịnh độ, tức là có cái thời gian tuyệt đối. Mà thời gian có nghĩa là nhận thức, còn không gian là đối tượng nhận thức. Thì nếu có nhận thức tuyệt đối, tức là cái hiểu biết, có vật cũng còn biết mà không vật cũng biết, thì cái đó là cái nhận thức của nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Còn người trời bốn đường ác, bốn đường thiện, nhận thức thì phải có đối tượng. Hãy đối tượng thay đổi thì nhận thức thay đổi theo, mà nhận thức thay đổi thì đối tượng cũng thay đổi theo. Đó là tôi thường giảng rồi, thì quý vị thấy dễ hiểu. Thí dụ như là chúng ta là người, thì cái hiểu biết chúng ta, nhận thức chúng ta thì nước là nước. Nhưng mà nếu sa đọa xuống loài thủy tộc, cá, trạnh, tôm, cua, thì nước biến thành nhà ở, không khí của nó. Còn nếu sa đọa xuống loài ngạ quỷ, thì nước trở thành ra là máu. Còn nếu thăng qua lên khỏi trời, thì cũng nước đó mà biến thành lưu ly. Thì cái nhận thức tỏi trời thì là lưu ly. Còn nếu các nhà hóa học thì nước biến thành H2O. Còn nếu các nhà điện tử thì H là một điện tử âm, điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm dương. Như vậy thì tất cả các nhận thức này thật sự là giả dối. Nó đều sai hết, sai với cái sự thật. Thì sự thật là gì? Thì là điện tử khi mà bắn bỏ thì nó biến thành năng lực. Thì năng lực này, nó có năng lực của nhập lưu nhất vãng lai bất lai là vô sanh A-la-hán. Tới A-la-hán mới là cái năng lực toàn diện. Mà toàn diện tức là một cái vùng hào quang rực rỡ sáng ngời. Nhưng mà khi bắt đầu đứng lặng bất biến, nó bắt đầu chuyển biến thì thành nó bất lai. Tức là hào quang rực rỡ này hơi mờ. Mờ đây tức là bắt đầu có chủng tử đấy, nhưng mà vẫn còn ở năng lực. Rồi nó xuống thấp nữa, chuyển biến chậm lại nữa, thì nó thành ra hư minh le lói chiếu soi. Cái hào quang rực rỡ hơi mờ này chúng ta kêu là vọng tưởng hư vô vi tế. Thật ra cái này cứ vọng tưởng thì không đúng, không đúng lắm, mà phải kêu là chân vọng hòa hợp. Đó là cái chỗ khó nhất. Rồi tới mà khi nó chuyển biến thật nhanh, còn một vùng hào quang rực rỡ không mờ, thì cái này mới là chân tâm. Tức là đứng lặng bất biến. Mà đứng lặng thì không có không gian, thì nghĩa là không có tướng. Mà bất biến thì là không có thời gian, thì cái này mới là cái nhìn toàn diện. Nhưng mà khi bắt đầu nó chuyển biến rồi, nhưng mà vẫn còn đứng lặng, vậy thì không gian không có, tướng không có, nhưng mà chuyển biến thì bắt đầu có hình. Thì cái hình đầu tiên đó chúng ta kêu là A là do thức của cá nhân. Thì cái này là cái chỗ nhận thấy của bất lai, tức là quả thánh thứ ba. Còn chuyển biến chậm hơn nữa thì kêu là hư minh le lói chiếu soi, là cái quả thánh của thứ nhì nhất vãng lai. Rồi chuyển biến chậm nữa thì kêu là dung thông. Nơi đây thì hào quang bắt đầu mất và cái hình bắt đầu cô động. Tức là có những cái chủng tử mà chúng ta thường kêu đó là điện tử, một cái về điện tử chuyển biến. Thì cái này cũng là chân vọng hòa hợp. Nơi đây chỉ có nhận thức tuyệt đối, thì cái nhận thức này nó sẽ dung thông với bốn đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi người trời dục giới thấy lờ mờ mới bỏ cái bốn đường ác này, nhảy lên người trời dục giới. Còn nhập lưu thấy rất rõ ràng, do đó không có chạy.
Nhưng mà qua tới người trời nhập dục giới thì nhập lưu thấy không rõ, cho nên nhập lưu phải đầu thai vào người trời dục giới. Nhưng mà người trời dục giới nhập lưu giống hệt nhau, đều thấy bốn đường ác, nhưng mà người trời dục giới thấy lờ mờ, không sáng tỏ, đó kêu là vô minh. Còn nhập lưu thấy rất sáng tỏ, thành ra người trời dục giới mới nhảy lên khỏi người trời dục giới. Còn nhập lưu thì vĩnh viễn ở trong bốn đường ác mà không rơi rớt, không dính mắc vào đó nữa. Còn người trời dục giới sợ dính mắc mới nhảy lên người trời dục giới. Thành ra nhập lưu với người trời dục giới y hệt nhau, giống như hai ly nước. Người trời dục giới ly nước có cạn mà lóng được trong, còn nhập lưu ly nước vẫn trong, không có cạn cáo. Rồi người trời dục giới mới tiến lên sơ nhị tam thiền của sắc giới. Thì cái này nhập lưu cũng tiến lên nhất vãng lai, là thấy rõ cái lẫn quẩn của người trời dục giới. Nhưng mà qua sơ nhị tam thiền thì thấy không rõ, do đó nhập lưu nhất vãng lai không còn rơi rớt vì người trời dục giới nữa, nhưng còn phải rơi rớt đầu thai tái sanh về cõi sơ nhị tam thiền. Tới bất lai thì mới là dứt hẳn. Bất lai thì thấy rõ cái sơ nhị tam thiền, nhưng mà tứ thiền thì không rõ. Thành ra bất lai phải đầu thai về năm cõi trong chín cõi của tứ thiền. Tứ thiền có chín cõi, thì năm cõi là của bất lai ở, còn bốn cõi là của ngoại đạo. Ngoại đạo là sao? Là bốn cõi đó thăng qua lên tứ thiền sắc giới và tứ không. Còn bất lai từ đây có thể đi thẳng qua quả A La Hán. Hai cái nó khác nhau một chút. Thì thôi, đại khái tôi nói vậy. Thì hôm nay tôi tóm lại vấn đề hôm trước tôi giảng là có tất cả là ba thân. Còn A La Hán nhập lưu nhất lai bất lai thì cái thân đó là cái thân thứ tư. Còn Bồ Tát Thánh và Như Lai là thân thứ năm. Đây là cái thân thuộc về Bát Nhã. Thì chúng ta biết rồi, cái thân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula và người trời dục giới là thăng qua lên cao, thì phải hưởng đoàn thực. Đoàn thực hay là đoạn thực? Đoàn là dò lại từng viên, còn đoạn là chặt đứt từng khúc. Thì cũng vậy thôi, nếu là ăn phải nhai, rồi phải đi tiêu ra. Rồi chết là chết nguyên con, để lâu thì sình thối. Thì cái đó kêu là cõi dục giới hoặc là trời dục giới. Thì chúng ta đang sống ở cõi đó, tức là cái ăn phải ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Cái này kêu là ngũ dục, đã từng làm khổ chúng ta biết bao nhiêu lần. Rồi người trời dục giới mới thấy cái đó, mới chạy trốn lên, thăng qua lên, có bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi, nhưng mà vẫn lẫn quẩn trong cõi dục. Nhưng mà kêu là trời, tức là thiên, là trong sạch nhẹ nhàng hơn, cao thượng hơn, nhưng mà vẫn là cái xiềng của đoàn thực. Tới cái đó thì nhập lưu cũng còn nằm trong đó, thành ra nhập lưu cũng vẫn còn luân hồi, vẫn có vợ con. Thì cõi này nếu năm giới là có hai con thôi, nhưng mà cõi dục trời đó thì có thể rớt xuống bốn đường ác. Còn nhập lưu tuy là có gia đình, nhưng mà vĩnh viễn không còn rớt bốn đường ác nữa. Rồi qua tới nhất vãng lai, và từ đó là cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới, tức cõi trời sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì cõi này đó là không còn an bằng đoàn thực nữa, mà an bằng cái hỷ lạc. Mà tôi đã nói rồi, hỷ là cái thân bên ngoài, lạc là cái thân của dây thần kinh bên trong. Thì sơ thiền thì lúc thì an bên ngoài là đoàn thực, lúc thì xuất thực, tức là hỷ lạc. Tới nhị thiền
khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật thì an hoàn toàn bằng xúc thực. Thì đây kêu là định sanh hỷ lạc. Thì người này nếu có thiện trí thức giúp đỡ và có sự trăn trở, thao thức, bất mãn thì có thể nhận Phật tánh. Còn không thì đi lên tam thiền, tứ thiền rồi lọt vào ngoại đạo. Đó là hai con đường. Còn nếu người có nghe Phật Pháp, có giáo Pháp, có sự bất mãn và có thiện trí thức giúp đỡ, có thể nhận lại cái bất tử, thì qua đạo Phật, thì qua đạo Phật đắc quá là đắc quả nhập lưu nhất dẫn lại thôi. Còn muốn lên cái bất lai A-la-hán thì phải qua tam thiền, tứ thiền. Đại khái là như vậy. Rồi tới cõi trời sắc giới này, tức là sơ nhị tam thiền, thì họ sống bằng xúc thực hỷ lạc thôi. Thì họ thấy không an ổn, họ mới tiến lên tứ thiền sắc giới và tứ không. Nơi đây là an bằng tư tưởng 100%, tức là 10 phần tư tưởng không có cảm giác nữa. Hai cái cảm giác đó kêu là cái thọ bất lạc, bất khổ thọ. Tức là cảm giác này không cần dây thần kinh nữa, không thần căn nữa. Tự tư tưởng nó tạo ra cái cảm giác không vui mà cũng không buồn. Một cảm giác lâng lâng bằng tư tưởng. Thì quý vị tới đó rồi mới biết chứ cái này thì khó diễn tả bằng tư tưởng được. Đó thì cái đó kêu là tư niệm thực. Tư là ý chí, tức là mạt na, là nghiệp. Lấy trong kho ai lại ra ra tất cả những cái kinh nghiệm mới cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tạo cái xác thân bằng tư tưởng. Tức là không có phù trần căn, thân bên ngoài, không có tỉnh sắc căn, là không có thân bên trong, mà chỉ có cái tưởng tượng thôi. Thì sau khi mà cái tư là ý chí là nghiệp, nó lấy trong ai lại gia là tất cả cái kinh nghiệm dồi dào, cung cấp cho tư tưởng mới tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu, thì nó thấy được cái mạt na. Thì mạt na đó, lúc thì là không gian, lúc thì là thời gian, ai lại gia, lúc thì là nghiệp cảm duyên khởi. Lúc là ai lại gia duyên khởi. Thành ra cái mạt na này rất là di tế. Nói nó là vọng thì cũng không đúng, mà nói nó là chân vọng hòa hợp thì cũng không nhầm. Hãy nói dưng đứng lặng lại thì nó thành a lại gia là năng lực, chỉ có hình mà không có tướng. Khi nó sao động thì nó có tướng, có hình, có tướng, mà cái tướng rất là di tế. Tướng gì? Tướng hư không. Tướng hư không thì nó vẫn bao la, nhưng mà thật sự là nó hết bao la rồi, bắt đầu nó có khuôn khổ. Thì cái nhận thức nó giống như là trực giác, nhưng mà đã méo mó, cái lăng kính đã méo mó, thành ra trong kinh kêu là tợ trực giác, tức là tợ hiện lượng. Hiện lượng là trực giác, nhầm thẳng vào sự vật, không có qua tư tưởng. Thì cái này nó bắt đầu có tư tưởng nhưng mà chưa có. Tư tưởng hư không, hư không là cái gì? Hư không dường như không có khuôn khổ, nhưng mà có khuôn khổ. Thành ra kêu nó là tợ hiện lượng, giống như trực giác mà không phải. Thì cái đối tượng, cái cảnh nó là gì? Cảnh nó là chơn đối chất. Đối chất đã cải sửa rồi, nhưng mà cải sửa ra cái gì? Cái chơn. Chơn là không có gì hết, chỉ là hư không thôi. Rồi bắt đầu nó vọng quá xuống, thành ra tứ thiền. Thành ra tứ thiền bắt đầu có không gian, có thời gian rõ ràng, có hình, có tướng, tức là có cái sắc thân bên trong, có sắc thân bên ngoài, tức là có dây thần kinh và có sắc thân bên ngoài, tức là có tịnh sắc căn và phù trần căn. Nhưng nó tập trung kỹ mạnh lộ sâu vào tư tưởng, nó không để ý tới thân bên ngoài và thân bên trong. Thành ra trong cái này Đức Phật chấp nhận cái này, thường kêu là hiện tại lạc trú. Thì đây là cái chỗ của bất lai, cũng nằm trong đó.
Nhưng mà bất lai thì là hiện tiền lạc trú, còn tứ thiền là hiện tại lạc trú. Nghĩa là ngay trong cái sắc thân bên ngoài, thân bên trong, thì các chúng sanh ở cõi đó, người ta chỉ chú trọng tới tư tưởng thôi. Người ta không để ý tới sân bên ngoài, thân bên trong. Còn bất lai thì cũng ngay thân bên ngoài, bên trong đó mà thấy nó chuyển biến từng sát na. Trong chu kỳ đó có sát na. Còn tứ thiền không thấy được cái đó, nhưng mà không để ý tới nó. Chỉ tập trung vào cái tư tưởng 100% thôi. Đại khái nói là cái. Nghe không? Quý vị về suy gẫm thêm. Rồi sau này tôi sẽ dí dò trong cái đó. Nghe không? Để coi quý vị trả lời sao. Mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ khó khăn nhất giữa Mạt Na và A-la-da. Nghe không? Thành ra cái hư không vô biên của tứ thiền với cái hư không vô biên của nghiệp, tức là Mạt Na, thì nó hơi khác nhau. Hay là lấy duy thức chúng ta hiểu hư không vô biên của Mạt Na, nó là tờ hiện lượng mà chơn đối chất như tôi giảng hồi nãy. Còn hư không của tứ thiền mà tạo ra cái giống như Mạt Na thì kêu là hư không vô biên. Thì cái đó là tợ tỷ lượng và độc ảnh cảnh, hai cái giống hệt như mặt khác. Thì đại khái tôi giảng vậy, quý vị nhớ về suy nghĩ thêm. Rồi tứ thiền nó mới tập trung kỹ mạnh lâu sâu, nó thấy được A Lại Gia. Còn cái A Lại Gia thật sự đó là chân hiện lượng, còn Mạt Na là nghiệp đó thì tợ hiện lượng. Tợ hiện lượng mà chân đối chất. Còn A Lại Gia thiệt tình đó là chân hiện lượng và tánh cảnh. Cảnh nó là cảnh thật, tánh cảnh. Còn mà thức vô biên đó là của tứ thiền thì là tợ hiện lượng, tợ tỷ lượng mà độc ảnh cảnh. Giống hệt thôi nhưng mà cái nhận thức khác. Tợ hiện lượng mà độc ảnh cảnh đó là tứ thường tưởng tượng, thấy cái A Lại Gia là vô lượng vô biên mới tạo cái A Lại Gia giả nhái. Thì cái đó chúng ta kêu là tợ tỷ lượng và độc ảnh cảnh. Còn thật sự A Lại Gia đó là chân tỷ chân, chân hiện lượng và cảnh nó là tánh cảnh. Hai cái nó khác nhau. Nếu chúng ta hiểu qua duy thức thì chúng ta thấy khác. Còn trên tới tư tưởng chúng ta phân biệt không được. Thành ra mới kêu là ngũ ấm ma. Nếu người nhập tứ thiền mà vào thức vô biên, hư không vô biên, là tợ tỷ lượng độc ảnh cảnh mà nhận nó là nghiệp là Mạt Na thì đó là ngũ ấm ma. Rồi tập trung kỹ mạnh lâu sâu thấy được cái thức vô biên, tức là A Lại Gia. A Lại Gia nó là hiện lượng, chân hiện lượng và tánh cảnh, thì nó tạo ra cái giả, cái đồ nhái, thì kêu là tợ tỷ lượng độc ảnh cảnh. Hai cái thì giống hệt nhưng mà cái nhận thức khác nhau xa. Một cái là chân vọng hòa hợp, tức là A Lại Gia thiệt. Một cái là hoàn toàn vọng quá. Nha, tôi nói đại khái ở vị ngồi thiền tiểu thọ thêm thì tới trả bài là tôi siết sẵn vô đó. Nha, coi quý trả lời sao. Rồi tứ thiền nó nhập định kỹ lâu sâu, nó thấy được nước bàn tịch tịnh của A La Hán. Thì nước bàn tịch tịnh nó mới tạo ra nước bàn tịch tịnh giả. Nước bàn tịch tịnh là Hán là phi không gian, phi thời gian. Thì cái này không còn là hiện lượng nữa, mà là vô chất tánh cảnh. Vô chất tánh cảnh.
Theo, tức là không gian, thời gian không còn đứng lặng, bất biến. Thì cái tứ thiền nó tập trung mạnh, kỹ, lâu và sâu vô nó thấy. Nó mới tạo ra cái vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ tức là Niết Bàn tịch tịnh A-la-hán, nhưng mà đây là đồ nhái. Thì vẫn là tợ tỷ lượng độc ánh cảnh. Tợ tỷ lượng độc ánh cảnh. Đó, rồi tứ thiền nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa. Nó thấy được pháp thân thường trụ của Như Lai. Pháp thân thường trụ Như Lai tức là vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Theo vị thức đó, thì nó mới tạo cái pháp thân thường trụ giả, tức là phi tưởng và phi phi tưởng. Thì đây là thế giới của tỷ lượng, tợ tỷ lượng và độc ảnh cảnh. Thành ra tợ tỷ lượng độc ảnh cảnh với vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh giống hệt nhau. Nhưng mà vô chất cảnh, hữu chất tánh cảnh là pháp thân thường trụ Như Lai, là cái thiệt. Còn phi phi tưởng là do tứ thiền sắc giới nó tạo ra. Thì quý vị phải nhận đó. Thành ra hồi xưa Đức Phật sợ cái này, biểu các con đừng có nhập vào đó, dù chỉ một lần thôi. Vô đó thì nó giống hệt như là A-la-hán, giống hệt như Như Lai. Hai cái dưới còn đỡ. Một cái kêu là, một cái kêu là hư không vô biên. Thì giống hệt như Mạt Na, nhưng mà cũng không phải. Cũng là đối chất thôi, cũng là độc ảnh cảnh thôi. Một cái giống hệt như Ai Lại Gia, tức là cái chúng ta kêu cái thần thức đó, tức là linh hồn của chúng ta, nhưng mà cũng là đồ nhái thôi. Nhưng mà tới vô sở hữu xứ và phi phi tưởng thì khó nhận đấy. Hai quốc đầu Lâm Phất và A-la-la nhận lầm cái này A-la-hán và Như Lai. Chỉ có Thái tử Siddhartha mới thấy cái chỗ hớ đó. Nhưng mà chính Ngài cũng không biết được cái thật. Rồi sau 49 ngày Ngài mới thấy được cái thật đó. Từ đó mới có Đạo Phật và mới có tứ sa môn quả, tức là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh la-hán. Tới A-la-hán mới thấy được cái này, bất lai cũng chưa thấy được. Thì chúng ta thấy là nó khó khăn. Thôi, như vậy là xong. Thì tôi muốn nói về sự thực, tức là ăn. Thì ăn của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la là đoàn thực. Người trời cải sửa cái đoàn thực này cao thượng, cao thượng nhưng mà vẫn là đoàn thực, tức là dẫn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng mà cao thượng. Thành ra con người có cái bổn phận, có trách nhiệm, có quyền lợi. Nhưng mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì sa đọa xuống. Tôi có kể mấy cái chuyện này nhiều rồi. Khi mà có gia đình thì giữa bên vợ mình, giữa bên mình, giữa cha mẹ vợ, cha mẹ mình, giữa con cái bên vợ, con cái bên mình, cái đụng nhau, mình sẽ theo ai? Rồi đối với vua xã hội nữa, vua, cha, rồi con. Thì chúng ta thấy Khổng Tử mới chia là quân sư phụ, vua là đứng đầu. Rồi tới thầy mới tới cha. Rồi con rể thì sao? Thành ra nó rối nùi, cũng thử phải than rằng di nhân năng là người rất là khó. Thì tới cõi trời thì ta có kinh nghiệm kiến thức rồi, ta giải quyết nó. Còn cõi người thì năm tình năm tưởng, giải quyết nó lấn cấn hoài. Rồi tới cõi trời vô sắc thì khỏe, không có vợ, không có con, không có cha mẹ nữa, tối ngày nhập định ở trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì khoái cái hỷ lạc. Thì cái này chúng ta không biết đâu, đây dường như có thầy Thông Lạc thì nhập 7 ngày 7 đêm, không ăn uống. Còn hư dân thiền sư đã nhập 40 ngày, không ăn uống gì hết, mà ông chết rồi, nói chết đâu cũng 19, 10 năm vậy đó. Còn Đức Phật nhập lần 49 ngày. Nhưng mà cái nhập của cõi trời khác, cái nhập của nhập lưu nhất lai A-la-hán khác, cái nhập của Như Lai khác, cũng thiền định nhưng mà khác ở cái tâm. Thành ra tôi muốn nói về cái tâm đó, chứ không phải nhập. Thành ra có người nhập 7 ngày 7 đêm là cho mình A-la-hán, cho mình Như Lai. Có người nhập 7 ngày 7 đêm mới khỏi người trời thôi. Rồi có người là tu theo ngoại đạo, nghĩa là ma quỷ cũng có thể nhập định được. Nhất là thời buổi này chúng ta phân biệt không có được.
thì chúng ta thấy ma quỷ như là Đề Bà Đạt Đa có ngũ thông, ngoại đạo cũng có ngũ thông. Rồi chúng ta làm sao biết cái thần thông nào là của Phật, thần thông nào của ngoại đạo? Thần thông của ngoại đạo là tư tưởng, nhận cái thần thông là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì đó là ngoại đạo. Còn Đức Phật thì cũng là thần thông bằng như ngoại đạo, nhưng mà biết cái này là cái diệu dụng của tư tưởng, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì cái biết cái thần thông là diệu, cái biết này mới là ta, là chân ngã. Thì đó tôi thường kêu là cái lặng lẽ, cái bất tử. Mà ngoại đạo thì không được cái lặng lẽ, không được cái bất tử, khác nhau có một chút thôi. Cái này là cái cốt lõi của đạo Phật, cốt lõi của Bát Nhã. Chúng ta phải hiểu ở chỗ đó. Thành ra hôm nay tôi muốn nói là cái thời buổi này chúng ta khoái thần thông lắm. Thành ra bây giờ mà cái tụng chú nó linh động vô cùng. Tụng chú đã có kết quả. Nếu mà được nhất niệm, còn không nhất niệm thì tụng chú khó ăn thôi vậy đó. Người ta nói là tụng chú đại bi linh. Như vậy là không hiểu đạo. Chú nào cũng linh hết đó. Mình linh là không linh là do mình, chứ không phải là do chú. Do ở mình chứ không phải do chú. Ai mà nhất niệm thì tụng bất cứ chú nào cũng linh hết đó. Nhưng mà mỗi chú nó có một cái hướng đi khác. Chú đại bi thì là phải phát vừa đề tâm, theo cứu độ tất cả chúng sanh. Còn mà chú thủ lăng nghiêm là trừ tất cả những cái tư tưởng dâm dục. Mà nếu tạp niệm thì không có chú nào linh hết đó. Chú giảng sanh là giúp cho mọi người giảng sanh vì sức cực lạc. Chứ mỗi cái nó mỗi khác. Nó cái thể thì vẫn vậy, nhưng mà cái hình thức nó thể hiện nó có khác. Cũng như chúng ta thấy Phật có ba thân, thì cái báo thân là giống nhau. Báo thân là cái thân bản thể. Rồi cái ứng quá thân thì mỗi vị mỗi khác. Phật Thích Ca là ứng quá vào cõi quý độ này. Phật Di Đà thì ứng quá cái cõi tịnh độ là do tự ngài tạo. Còn Thích Ca ứng quá cõi này là do dân lập, ngài nhảy vô là làm vị trưởng thôi. Thì mỗi cõi nó khác. Và địa tạng thì cái ứng quá nó khác, nhưng cái bản thể giống nhau. Còn cái diệu dụng đó thì A Di Đà với Thích Ca bằng nhau. Còn Quan Âm đi đó rồi ta chưa tới được Như Lai, thì cái diệu dụng nó không toàn diện được. Chúng ta phải hiểu ở chỗ đó. Thành ra ai tu cũng muốn tụng chúng đại bi, nó linh. Linh có mất gì? Linh mà tạp niệm làm sao linh? Tại sao có người giải Quan Âm rồi lại kết quả, có người giải Quan Âm mà không kết quả? Kết quả hay không do mình. Có người cũng tu tịnh độ, cũng niệm Phật, mà tại sao có người giảng sanh, có người không giảng sanh? Là ở đâu? Là ở cái nhất niệm của mình. Thành ra tôi muốn nói tới cái tâm, thì quý vị phải nắm cái tâm mới được. Cái tâm tạp niệm thì làm cái gì cũng tạp niệm, mà cái tâm nhất niệm thì làm cái gì cũng nhất niệm. Do đó tôi muốn léo qua quý vị trả bài là cái chỗ đó. Mà tôi thấy quý vị không để ý, tôi sẽ kêu lần thứ nhì nữa. Trả bài là phải cái pháp lý nó đầy nhóc A Lại Gia rồi, thì từ trong A Lại Gia nó phát ra, rồi mình nương đó mình trả thôi. Còn cái này cũng như niệm Phật cũng vậy. Niệm tới chừng nào mà tiếng niệm Phật nó nhập tâm, nó từ trong A Lại Gia nó tràn ra. A Lại Gia là cái gì? Là hồn nhiên chân vọng hòa hợp. Thì cái câu niệm Phật nó khác. Còn dùng tư tưởng tập trung kỹ mạnh lâu sâu để tống vợ lại ra, đây là vọng. Tư tưởng là vọng hoàn toàn. Còn ai lại ra là chân vọng hòa hợp. Nhưng mà khi nó đầy rồi nó mới phát ra được. Phát là phát một cách hồn nhiên, nó không có cố ý, không có tác ý trong đó. Còn tư tưởng mình thì có tác ý, cố ý tập trung kỹ mạnh lâu sâu để tống vô trong đó. Mà tống chưa đầy thì hồn nhiên nó không có ra được. Thì quý vị trả bài cũng vậy. Khi quý vị học bài qua một lần lên đây là quý vị không nhớ gì hết. Còn quý vị cầm cái tờ giấy bữa bới đọc thì cái đó ai lại ra chưa có đầy. Con người chưa có nhất niệm. Thành ra tôi không muốn quý vị cầm giấy. Giai đoạn đầu thì tạm. Tới tôi trả lần thứ hai là không có cầm giấy nữa. Mà phải ra trước này ngồi giống mấy người mà đọc cái tăng tác bạch vậy đó.
không cần cái gì hết. Rồi tôi lại nghe có Phật tử nói người ta giết dùm cho cô độc nữa, thì cái đó là thương mà hại. Rồi tất cả những cái mong mỏi của tôi đều như là nước lã, nước đổ lá sen thôi. Tôi muốn là tập quý vị có ai lại gia mà quý vị khi trả không cầm giấy, không ai viết gì hết, thì ai lại gia cái chủng tử Phật Pháp của mình phải đầy nhóc trong đó. Bởi vì tôi nói tụng kinh Địa Tạng được ấn chứng là chỗ đó. Khi mình tụng kinh đến nhắm mắt mở mắt, mình không cần coi kinh nữa mà kinh nó vẫn hiển hiện trước mặt, thì đây là nhất niệm. Mà được như vậy rồi quý vị niệm Phật cũng nhất niệm, quý vị làm cái gì cũng nhất niệm hết. Thành ra cái tâm là chánh. Khi nhất niệm cái này thì tất cả hành động chúng ta đều nhất niệm hết. Còn nếu tạp niệm thì làm cái gì cũng tạp niệm hết trơn á. Quý vị phải hiểu chỗ đó. Thành ra lần thứ nhì tôi kêu đó là quý vị ra ngoài này ngồi để trả bài. Nếu còn ai không được thì thôi. Mà hãy trả bài được ngoài này rồi đó thì quý vị đã nhất niệm rồi. Thì quý vị niệm Phật cũng nhất niệm thôi. Mà tôi thấy có nhiều người Phật Pháp hai mấy ba chục năm rồi ra đây bắt đầu trả bài ngồi ở dưới mà không cầm giấy và ngồi cái lộn xộn. Là cái định lực mình chưa tới. Rồi có người nói trời sư giảng là con quên hoài sư, không quên sao được. Nghe đây rồi về nhà do làm ăn lo chuyện khác, lo con cái lo tiền bạc, thì làm cái chủng tử con cái tiền bạc nó phương tập vô. Thì cái bài vở mình có nhớ đâu. Quý vị hồi đi học cũng vậy, bây giờ cũng giống vậy thôi. Cái thế giới hiện tượng nhất niệm thì nó là vậy thôi. Ví dụ muốn học bài cho thuộc đâu phải một lần, có nhiều người 10 lần, có người người cả 70-80 lần. Thì nếu mình là con người không thông minh thì phải 70-80 lần. Mà làm hoài thì nhất niệm thôi. Cái quan trọng là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Làm hoài, làm hoài. Còn người ta thông minh, người ta có tu nhiều kiếp, cái chủng tử, cái thức người ta trong sáng, người ta làm chừng 10 lần, 5 lần, 3 lần người ta thuộc rồi. Còn mình không thuộc thì 20 lần, không thuộc thì 30 lần. Đừng có so sánh, mà phải coi coi cái trình độ mình sao. Thành ra cái tu, cái tinh tấn là đứng đầu. Tinh tấn là gì? Là bền. Ừ, quý vị tôi thấy là kêu trả cái có người không chịu trả thì thôi, thôi. Bởi vì mỗi người phải định đoạt cái số phận mình, giảng sanh hay không là nhờ nhất niệm. Mà chỉ có tịnh độ mới dám nói đức nguyện, mà phát nguyện là thành Như Lai. Không có pháp môn nào dám nói vậy hết. Pháp môn khác thì nhất niệm là giảng sanh về cõi trời. Thì tịnh độ cũng vậy, nhất niệm giảng sanh về cõi trời. Nhưng mà thêm một cái pháp nguyện nữa thì A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình về giáo hội của ngài tiếp tục tu, mà về đó gặp Di Đà đắc quả nhập lưu lập tức. Cũng như ở đây mà có Phật Thích Ca, quý vị xuất gia, xuất gia lý gì phải nhất niệm. Nhất niệm là gì? Là sắc tài danh lợi phải cao thượng, phải ăn chay trường. Xuất gia là ở ngoài phải tập ăn chay, vô đó ăn chay ngõ, phải biết ngồi thiền, phải dứt khỏi hoàn cảnh bên ngoài. Không vợ, không con, không tiền, không bạc, không nhà, không cửa. Mà nếu không nhất niệm làm sao thắng được cái hoàn cảnh đó. Mình còn nhớ vợ, nhớ con, nhớ ăn, nhớ mặc nữa thì làm sao mà giải thoát được. Thành ra nếu gặp Phật Thích Ca hồi thời Phật còn đương tiền cũng vậy, nghe bài pháp là đắc quả nhập lưu. Mà chỉ có người trời mới đắc thôi, còn tạp niệm làm sao được. Thành ra cái đầu tiên của tôi là tôi hỏi quý vị có thọ năm giới chưa? Ăn chay 10 ngày được không? Rồi từ đó phải tập tới ăn chay trường chứ không phải 10 ngày. Có người năm giới mà ta ăn chay trường, có người năm giới mà 10 ngày ăn không xong. Rồi có người thì nói vợ con bệnh hoạn quá, xưa bữa ăn 10 ngày con ăn hết bệnh rồi con ăn lợi được không? Như vậy là mình ăn tu mà mình còn tính toán tùm lum. Bỏ thịt chó, thịt heo rồi thì còn được, bỏ thịt gà, thịt cho con bỏ không có được, nó ngon quá đi. Trời ơi, anh Thu mà nói cái điều đó thì tôi phải đầu hàng thôi. Mình nói chúng ta phải nghĩ rằng cái luân hồi sanh tử là cái khổ và đặt nó lên trên đầu. Sanh tử là việc lớn. Vô thường mau chóng lắm. Mà diệt được cái sanh tử thì mới là A-la-hán thôi. Còn phải ra làm thầy giáo đi vào các cõi khổ để mà tụng chú Đại Bi độ hết tất cả. Còn chúng ta bây giờ Phật tử chưa gì muốn tụng chú Đại Bi rồi. Bi gì đó là bi ai? Mình chưa độ mình xong đây mà chưa gì hết là muốn làm Bồ Tát Thánh.
Học trò mà muốn đi vô nhảy vô dạy vô mẫu giáo rồi không kéo thành mẫu giáo luôn. Thành ra Đức Phật nó tự độ rồi mới độ tha. Mà chưa tự độ rồi ai cũng khoái niệm Phật chưa rành, nó vô tụng chú Đại Bi. Mà tôi nói Đại Bi là cái gì mới được? Chả biết gì hết. Chúng ta làm cái gì chúng ta nhắm mắt chúng ta làm. Tôi không chịu cái đó mà Đức Phật cũng không chịu cái đó. Đạo Phật lấy cái hiểu biết làm gốc. Hiểu biết là trí tuệ. Vô minh thì không thể tu đạo Phật được. Vô minh là gì? Là hiểu biết lờ mờ. Hiểu biết lờ mờ thì bốn đường ác lên cõi người trời là cũng còn lờ mờ, mà đỡ hơn chút. Rồi tới cõi trời sắc giới cũng là lờ mờ. Nhập sơ nhị tam thiền thì cái này là bắt đầu cũng còn vô minh. Tới cõi trời vô sắc là tư niệm thực an bằng những cái kinh nghiệm già dặn thì cũng còn là vô minh. Như thế nào mới giúp được? Thì cái này nó khó đây là nhập lưu đó, thì bắt đầu mới có trí tuệ. Mà trí tuệ này chỉ thấy được rõ ràng được bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn người trời chưa thấy được. Mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là cái gì mới được? Đây nữa rồi tôi hỏi đó, theo mấy người mà trả lời thứ hai theo ra đây ngồi không có giấy tờ gì hết đó. Trả rồi là bắt đầu phát đàm với tôi, tức là đối thoại. Tôi hỏi thì vị đó trả lời, vị đó hỏi tôi trả lời, còn ai không ấy thì thôi. Rồi sẽ trả hết cái này rồi đó, bắt đầu mới bắt đầu lần thứ hai. Lần thứ hai là sự phát tâm của mỗi vị, ai nắm lọ không được thì thôi, thì về phải ôn bài lại cho vững, tức là ngồi thiền phải đem bài vở ra ôn tới ôn lui rồi nghiền ngẫm ở trong đó. Không có ngồi thiền là không đi sâu được. Thì ra trả bài rồi bắt đầu rung. Mà rung thì nó quên, mà quên thì nó càng rung nữa, mà càng rung nữa thì nó càng quên nữa. Cái định lực mình không vững. Thành ra tôi nói quý vị danh rồi phải tư. Cái tư là cái quan trọng nhất. Con trâu ăn cỏ rồi phải nghiền ngẫm. Ví dụ quý vị nghe là ăn trâu ăn cỏ danh thôi, mà quý vị không có giờ ngồi thiền để nó kẹt. Mà ngồi thiền lại mong mình có hào quang màu đỏ, màu xanh, màu vàng thì tùm lum nó chết rồi. Tôi học giáo pháp là để quý vị ọc nó ra nghiền ngẫm giáo pháp lại. Địa ngục vô gián là cái gì, hữu gián là cái gì cho rõ ràng trong sắc thân mình. Chứ cái đó là danh từ. Thành ra tôi giải thích rất rõ. Địa ngục vô gián đó là vật lý. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Những cái đối tượng con mắt, đối tượng lỗ tai, đối tượng lỗ mũi, đối tượng cái miệng, đối tượng của tư tưởng. Tôi giảng rõ ràng những cái mà chưa có cái sự sống, chưa có cái hiểu biết đó là địa ngục vô gián. Tôi giải thích rất rành, mà hỏi lại không biết. Nếu trả là tôi hỏi ạ, tôi nói trước. Tôi hỏi những cái tôi đã giảng rồi, coi quý vị có tiêu hóa được hay không. Rồi sinh lý là mắt, tai, mũi, lưỡi là sự vật chưa có biết mà có sự sống. Mà có sự sống rồi thì cảm giác mới mượn cái sự sống này để phát hiện ra cảm giác dễ chịu, khó chịu. Không dễ, không khó. Mà cảm giác không phải là sinh lý. Sinh lý là cái cơ quan thôi. Mà cảm giác nó thuộc về tâm lý chứ không phải sinh lý. Thì tâm lý mới mượn cái sinh lý này. Còn vật lý mà nó chưa có sự sống mà mượn cái gì được. Thì nó mới phát hiện ra cái cảm giác dễ chịu, không dễ chịu, không khó. Mà lờ mờ thì cái này kêu là ngạ quỷ. Bởi vì nó chưa có tư tưởng. Rồi tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó nằm ở trên óc. Óc là cao nhất. Thì mặc dầu nó vẫn là thịt xương da nhưng mà nó vi tế hơn. Thì bây giờ cái tư tưởng mới mượn cái óc này để mà phân biệt. Chứ cái óc không phải là cái phân biệt. Cái óc là có sự sống, mà sự sống vi tế hơn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là có sự sống, chưa có cái phân, chưa có cảm giác. Cái óc cũng vậy, có sự sống nhưng mà chi tế hơn mắt, tai, mũi, lưỡi.
thành ra mới mượn cái óc để phát ra sự phân biệt lờ mờ. Thì cái lờ mờ này kêu là súc sanh. Chẳng hạn có cái ca, thì con mắt tôi tiếp xúc với cái ca. Thì cái ca này là vật lý, là địa ngục vô gián. Con mắt tôi là địa ngục hữu gián, tức là có sự sống. Còn cái ca này không có sự sống, không có cái biết. Rồi bây giờ cái ca này mới nằm trên trồng đen. Thì cái trồng đen là sinh lý. Nó mới bắt cái cảm giác, mới mượn cái trồng đen này để dễ cho được cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó một cách lờ mờ. Tức là có vật, nhưng mà vật gì không biết. Thì như vậy là không có sự phân biệt. Biết rằng có vật trên mắt, cái lỗ tai cũng vậy, biết rằng có tiếng, mà tiếng gì không biết. Tiếng người ta hay tiếng con gà hay tiếng con chó hay là tiếng nó không biết, có tiếng vậy thôi. Cái lỗ mũi cũng vậy, vẫn có mùi, nhưng mùi thơm, mùi thối hoặc tôm đó không biết, chỉ có mùi thôi. Thì cái này kêu là ngạ quỷ. Cái lưỡi nhận có sự vật mà ngọt chua cay không biết, có vật ở trên lưỡi. Thì nói vậy là quá rõ rồi, chưa có sự phân biệt. Và cái tai xúc chạm là biết là có xúc chạm sự vật, nhưng mà cái đó lạnh nóng trơn láng không biết. Tôi giải là quá rành, quý vị về phải ngồi thiền ôn lại. Rồi khi tôi hỏi quý vị phải trả lời cho đúng. Rồi khi quý vị nhận lấy sự vật, quý vị phải biết liền. Nếu con mắt mà nhận lấy cái ca rồi bắt đầu có cảm giác dễ chịu, khó chịu một cách lờ mờ, hành động ngạ quỷ, đây là con quỷ rõ ràng. Cũng như mình đói bụng thì cái cảm giác đó thấy người ta ăn xôi, thấy người ta ăn bánh nhào vô giật liền mà không có sự phân biệt, không có tư tưởng phân biệt, và để người ta đánh mình chết. Thấy vàng nhào vô giật liền mà không suy nghĩ gì hết. Có không? Thời bao cấp đã xảy ra nhiều rồi. Cái gì đâu có biết. Ví dụ biết có không thì không biết, nhưng mà chúng sanh ở chung quanh mình đã xảy ra rồi. Thời bao cấp là một cái thời hỗn loạn, chưa có pháp luật gì hết. Ai muốn đánh ai, giết ai, cái gì cũng được hết. Thấy người ta ăn đói quá, thời đó là đói đó. Mà trong Nam này ít, là ngoài Bắc mới đói dữ nữa. Hai kỳ đại chiến đó, pháp rút Nhật đến, Nhật rút pháp đến, thì nó là nó tiêu diệt hết trơn sự vật. Miền Nam này đỡ là có đồng trống, năm sau là có lúa. Ngoài Bắc đói chết cả triệu người. Quý vị coi lại cái lịch sử coi. Thì nếu mà ai chịu chết, chịu nhịn đói thì được, còn không là phải trở về với ngạ quỷ. Còn nhập lưu là vĩnh viễn không có cái đó. Còn người trời trở xuống ngạ quỷ như thường. Nghe không? Quý vị phải để ý chỗ đó. Thành ra bây giờ cuộc sống mình phải bắt đầu mổ xẻ con người mình, theo dõi con người mình. Khi quý vị đói, khi quý vị thấy vàng, thì cái ngạ quỷ nó khởi lên, quý vị phải biết nó. Nếu người trời, quý vị dùng pháp môn đối trị đè nó xuống. Còn nhập lưu thì thấy rõ cái diễn biến của nó. Thấy rõ là sao? Quý vị thấy rõ là quý vị không có vấn đề, không có cải sửa. Chẳng hạn như quý vị mờ tối, quý vị thấy cái khúc cây ở dọc đường, quý vị không biết cái gì, không thấy rõ, quý vị la trời, trời ơi con rắn. Rồi quý vị chạy kiếm cây đập nó. Hoặc quý vị đánh ngang chỗ xác, hoặc quý vị đi tìm đèn, cái đó là thấy không rõ. Rồi khi mới gì rọi đèn pin hay là đốt đèn lên thấy rõ rồi, thì quý vị đâu có vấn đề, không có la làng gì hết trơn. Quý vị lợi gần cầm khúc cây như thường, thì cái nợ gọi là thấy rõ. Lấy rõ rồi quý vị không có la làng, không có đốt đèn, không có gì hết trơn, thì cái này gọi là trí tuệ của nhập lưu. Thì nhập lưu với người trời khác nhau chỗ đó thôi. Để cái gì quý vị thấy lờ mờ thì bắt đầu có vấn đề. Mà vấn đề là đau khổ. Mà đau khổ là do lờ mờ. Lờ mờ là do vô minh. Mà khi có đèn trí tuệ tới, quý vị thấy rõ đây là khúc cây, thì vấn đề mất. Thành ra chấp nhận vấn đề là một cái ngu. Rồi giải quyết đi tìm đèn, đi tìm cây, rồi giải quyết chạy trốn nó là cái ngu. Nhưng mà nhất thời thì tạm được. Quý vị phải làm sao thấy rõ nó. Khi quý vị tu cao rồi, trong tối quý vị vẫn nhìn như con mắt trời thiên nhãn, quý vị thấy đây là khúc cây thì không có vấn đề nữa.
Thành ra cuộc sống này là cuộc sống lờ mờ vô minh. Thì chúng ta bắt đầu đặt vấn đề. Đặt vấn đề làm cách sai rồi. Chẳng hạn bây giờ là tận thế, sắp sửa tới đại chiến thứ ba, 21 tháng 12 vậy mà có thiệt hay không? Chúng ta đặt vấn đề là một cái ngu. Bây giờ chúng ta lại sợ tìm cách giải quyết vấn đề. Giải quyết bằng cách nào? Cách ăn chay, cách niệm Phật, cách thọ giới, cách đủ thứ để mà khỏi chết. Cái đó là một cái ngu. Ai mà khỏi chết? Nhưng mà có một cái không chết. Cuộc sống này luôn luôn là phải có vấn đề. Nhưng mà nếu mình thấy rõ rồi mình vẫn tết nhẹ trong vấn đề thì nhập lưu là thấy rõ. Thấy rõ rồi không sống hay sao? Cũng sống vậy nhưng mà ta thấy rõ. Thấy khúc cây ở dưới người ta biết là khúc cây. Còn mình thấy mà lờ mờ bắt đầu mới có vấn đề. Mà cứ thấy rõ đâu có vấn đề. Mà nhập lưu là thấy rõ. Ta có con mắt trí tuệ, tức là con mắt hết nhãn theo nguyên tỷ. Còn theo ấy thì con mắt đó là mắt tuệ nhãn. Còn trời thì có con mắt thiên nhãn, tức là sáng tôi thấy vấn đề sáng tỏ hơn mà không rõ. Còn qua nhập lưu tệ nhãn mới thấy rõ. Mà thấy rõ thì không có vấn đề. Không có vấn đề thấy lấy gì mà giải quyết. Còn ở đặt vấn đề là một cái sai rồi. Rồi bây giờ giải quyết thì sao? Sai thêm nữa. Đó là chúng ta đang ở chỗ này. Thành ra thấy không rõ vấn đề mà cho là thấy rõ, đó là ngũ âm mà. Thành ra giữa trí tuệ và tư tưởng thì mình phải hiểu cho rành. Mà hiểu cho rành mới là cái bánh vẽ thôi. Rồi chúng ta phải thực hành nó văn. Rồi tư, tư là phải nghiền ngẫm làm sao cho sáng tỏ giữa tư tưởng và bát nhã. Rồi cuộc sống chúng ta mới sống với cái bát nhã thì vấn đề sẽ chấm dứt. Thì chúng ta không còn luân hồi sinh tử nữa. Việc làm đã làm xong. Từ nay không còn trở lui khỏi đời này nữa. Không còn trở lui là không phải bỏ tam giới. Không trở lui là không còn dính mắc vào tam giới nữa. Không còn dính mắc khác mà không còn trở lui khác. Ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình còn dính mắc. Thì khi đói, khi thấy vàng mình ngào xuống mình giật. Còn khi mình thấy rõ rồi mình vẫn ở trong đó. Khi mình đói, khi mình thấy vàng thì biết cái đó là giả tạm. Cái đói thì là do ba tử mình thiếu tốn nó đói. Thì cái xác thân chết là nó chết. Mình biết nó chết thì cái biết đâu có chết. Cái biết là ba tử nó đói. Thì cái biết này không có đói mà ba tử nó đói. Thì người ta không đặt cái vấn đề ba tử là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cái ba tử là cái diệu dụng của cái nhận thức cái biết thôi. Mà nếu mình nhận cái biết là ta thì mọi vấn đề đều sáng tỏ hết. Thì nó đói vẫn đói. Nó chết là sao xử lại? Nó chết thì nó vẫn chết. Còn xác thân là tôi thì tôi chết. Còn xác thân không phải tôi mà nó là cái diệu dụng của cái tôi. Thì nó chết thì nó chết nhưng mà cái biết thì vẫn còn thôi. Hai cái nó khác nhau một trời một vực. Thành ra tôi nói đạo Phật là chán nản bỏ cuộc đời này. Không có bỏ đâu. Bỏ là bỏ cái vọng tâm. Bỏ cái dính mắc chứ không phải bỏ cuộc đời. Cuộc đời tử nó đâu có đáng chán ai đáng thích gì. Đời là đời nó không đáng chán đáng thích. Nhưng mà cái tư tưởng mình chán, tư tưởng mình thích. Chán là sai lầm, mà thích cũng là sai lầm. Thấy rõ nó thì không có vấn đề chán mà cũng không có vấn đề thích. Thì cái thấy rõ này ở đâu, làm sao tu tập? Thì cái này là vấn đề khác nữa. Cái thấy rõ không có tu tập, không có làm sao. Một là thấy rõ, hai là không thấy rõ, thế thôi. Thì cái đó chúng ta nói qua khi khác. Bây giờ chúng ta chỉ nói rành về cái diễn biến của lờ mờ. Khi đi sâu vào nó rồi chúng ta thấy rõ cái diễn biến lờ mờ thì cái đó là trí tuệ, chúng ta không cần tu tập nó. Chúng ta chỉ cần biết cái giọng thôi, biết cho rành những cái giọng đó. Mà biết cái giọng, biết lờ mờ là không được. Thì bây giờ chúng ta phải coi cái hốc búa, cái hang ngốc, cái xảo trá của nó như thế nào. Thì chúng ta học cái đó, chúng ta nghiền ngẫm cái đó, chúng ta sống đi sâu vào cái đó. Cho tới bao giờ chúng ta thấy vấn đề thật là rõ. Thì thấy thật là rõ đó là bát nhã chứ chúng ta không thể tu tập được.
chúng ta phải hiểu cái đó. Rồi nữa tôi sẽ giải. Thì hôm nay tôi nói thêm cái vấn nãy tôi nói rồi đó, là bốn đường ác địa ngục, ma quỷ, súc sanh, Atula, là sống với vấn đề đoạn thực hay là đoạn thực. Tới người trời cũng còn đoạn thực, mà thăng qua lên cao thượng, tức là có bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi. Rồi tới cõi trời, sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, là không có ăn bằng sắc tài danh lợi, ăn bằng cái hỷ lạc. Rồi tới cõi trời vô sắc, là không còn sắc thân bên ngoài, không còn sắc thân bên trong nữa, mà sống toàn với tư tưởng. Nãy tôi đã nói rồi, hư không vô biên là mạt na. Thì tứ thiền nó tỏ cái mạt na giống hệt. Thì quý vị sau này tôi hỏi đó. Còn thức vô biên là thần thức, tức là do thức là linh hồn của chúng ta, thì nó khác. Còn tứ thiền nó tạo cái linh hồn nhái thì cũng giống hệt. Rồi niết bàn tịch tỉnh của A-la-hán thì nó thấy, tập trung mạnh kỹ lâu sau nó thấy nó tạo cái niết bàn giả nữa. Rồi tới sắc thân trường thủ của Như Lai thì nó tạo ra cái giả gọi là phi tưởng, phi phi tưởng hết. Thì cái chỗ này rất là di tế, khi vô rồi khó ra. Thành ra Đức Phật mới khuyên là từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì các con đi qua con đường bát nhã. Thì phải có thiện trí thức giúp đỡ, có một sự thao thức, có một sự trăn trở, bất mãn cùng cực, thì mai ra quý vị nhận được cái bất tử. Thì thời xưa là có Đức Phật thọ ký, thời sau là có các vị tổ thọ ký. Thọ ký là mình sợ mình lầm. Thì tôi mới kể câu chuyện của Quyền Giác là đã đắc rồi mà còn nghi, phải nhờ Huệ Năng thọ ký thì mới biết mình chứng đắc thật sự. Đắc rồi. Còn Lương Võ Đế là một phàm phu chưa đắc, giống như quý vị. Nhưng mà nhờ học Phật Pháp nhiều, học cái bánh vẽ rất nhiều, mà là Atula thiện thần mà, thành ra học chứ mà sự giờ nó bận rộn, không có vấn đề mà tu tập. Còn Quyền Giác là người ta là một nhà tăng sĩ, ta không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, ta không gì bận rộn, ta thiền định sâu vào đó, ta nhận cái bất tử. Ta đắc thánh quả rồi mà ta còn chưa chắc là đúng, thì mới nhờ Quyền Sách giới thiệu với Huệ Năng. Thì Huệ Năng chỉ thọ ký là đúng thôi, chứ đâu có học hỏi cái gì. Còn Lương Võ Đế học hỏi với Chí Công Thiền Sư mấy chục năm trời, nhưng mà cho cái đó là thánh nhân. Gặp Bồ Đạt Ma ngày chạc hết. Vừa bây giờ chúng ta nghe cái bài đó, chúng ta nghĩ làm sao? Chúng ta có thể làm như Lương Võ Đế hay không? Thì đó là vấn đề mà quý vị phải trả bài và phải có cái ý kiến của mình. Còn vấn đề Quyền Giác và Huệ Năng thì cuối cùng là Huệ Năng dí Quyền Giác lần thứ nhất, dí lần thứ nhì, dí lần thứ ba, thì ba cái là nếu không ý thì ai phân biệt đây? Ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Tam lưng không tịch. Tôi tu và có pháp môn tu và có thời gian tu. Tôi là ai? Còn tu là tư tưởng tu và pháp môn tu tập là ba cái. Bây giờ làm sao mà nhận được cái đó là tam lưng không tịch, đi như thế nào? Thì cuối cùng Quyền Giác mới trả lời là nhận thức tu tập thì có, nhưng đó không phải là ý. Thì chúng ta sẽ giải thích sao về vấn đề này. Còn hôm nay tôi đưa thêm vấn đề thứ ba nữa. Thì chúng ta nên nhớ cũng là tư tưởng và bát nhã, nhưng mà hai đường lối khác nhau. Còn bây giờ đây thêm một cái cũng tư tưởng bát nhã, nhưng mà đường lối khác nữa, để quý vị tập pháp. Bây giờ chúng ta mới nói trở lại. Thì đây là cái giai thoại thứ ba, trao đổi giữa Xá Lợi Phất và Phú Lậu Na. Hai tay là Cừ Khôi, đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Đức Phật có người đệ tử là giỏi nhất,
trong 1250 vị có 10 đệ tử là siêu việt nhất, cũng ai lán hết, nhưng mà cái linh động là Bồ Tát có thể ra giáo hóa được. Thì Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, tương đương với Đức Phật. Còn Mục Kiền Liên đó là thần thông đệ nhất, tương đương với Đức Phật. Còn Phú Lậu Na là biện tài đệ nhất, tương đương với Đức Phật. Còn La Hầu La là tư mật tông đệ nhất, tương đương với Đức Phật. Mười vị đại đệ tử này gộp lại đó thì mới là bằng Đức Phật thôi. Đại khái là như vậy. Thì 1250 vị thì ít có khi nào gặp nhau, nhưng mà nghe tiếng đồn thì Xá Lợi Phất nghe đồn là Phú Lậu Na là tai biện tài vô ngại. Ông mong gặp, nghe tiếng mà không biết mặt. Cũng như quý vị giờ Phật Pháp nhiều á, nghe tiếng vậy thôi chứ đâu có biết mặt. Nghe, nghe tiếng nhất hạnh, nghe tiếng thanh từ mà có người chưa biết làm sao, nhưng mà trên mạng cũng gì nghe thấy rồi mà không biết mặt. Thì ở đây Xá Lợi Phất cũng vậy. Nghe Phú Lậu Na là nói Pháp là biện tài vô ngại, hỏi cái gì cũng trả lời rất là tài tình. Nhưng mà trí tuệ thì đâu bằng Xá Lợi Phất, còn thần thông thì đâu bằng Mục Kiền Liên. Thì bữa đó nghe rằng Phú Lậu Na về đặng mà thăm Đức Phật, lễ bái Đức Phật, dường như cũng dẫn 500 đệ tử đấy. Thì Xá Lợi Phất cũng đi về gần đó để thăm Phật, nghe nói cái mới về thăm Phật, lễ Phật, đi kiếm Phú Lậu Na. Thì Đức Phật ở trong cái rừng cây đó lớn lắm, rừng của ông Cấp Cô Độc. Thì sau khi lễ Phật rồi, ông mới đi ra phía sau giường đó đặng mà đổ ngõ ra ngồi thiền. Thì đổ ngõ xong, ông mới đi vòng ra kiếm, thì đông quá, 1000+ vị mà. Nhưng mà nhìn thấy một ông Tăng rất là sáng tỏ, hình tướng rất là đẹp đẽ, khoan thai, độ con ngồi thiền rất là chứng đạt. Thì đang ngồi nhập định, thì ông mới ra phía sau ngồi, ông nghi ông này là Phú Lậu Na. Thì nghe đồn chứ đâu thấy mặt, nhưng mà thấy cái hình tướng, cách đi đứng ngồi nằm với thánh tăng mà, thì nó thông dong, nó thông thả khoan thai, nhã nhặn điềm đạm. Thì ông mới ra phía sau lưng đó, ông ngồi thiền ở đó. Thì đâu ngồi chừng 3-4 tiếng hồ, Phú Lậu Na xả thiền ra, thì Xá Lợi Phất cũng xả thiền ra. Xá Lợi Phất mới lễ lễ Phú Lậu Na, Phú Lậu Na mới đỡ lên, hai người lễ với nhau. Xong khi ngồi xuống rồi, Xá Lợi mới hỏi: bạch tôn giả, tôn giả tu để làm cái gì? Cái mục đích cuối cùng của tôn giả để làm cái gì? Ông nói tu như thế là mục đích tôi là để giới thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất hỏi: phải giới thanh tịnh là cái cứu cánh của đạo Phật không? Ông nói không, giới thanh tịnh là để đi tới tâm thanh tịnh. Thì Xá Lợi Phất hỏi: tâm thanh tịnh phải là cứu cánh, là cái mục đích cuối cùng của đạo Phật? Ông nói không, tâm thanh tịnh là để đi tới kiến thanh tịnh, giới thanh tịnh đi tới tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh đi tới kiến thanh tịnh. Xá Lợi Phất hỏi tiếp nữa: thì Xá Lợi Phất hỏi cái thứ nhất là mục đích cứu cánh của đạo Phật là cái gì? Thì Phú Lậu Na nói giới. Ngài hỏi giới phải cứu cánh không? Đi tới tâm, tâm để đi tới kiến. Hỏi kiến phải mục đích? Nói không, kiến để đi tới đoạn nghi thanh tịnh. Nói đoạn nghi thanh tịnh phải mục đích? Nói không, đoạn nghi thanh tịnh đưa tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Rồi nói cái đó phải mục đích? Nói không, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh để đi tới đạo tri kiến thanh tịnh. Cái đó phải mục đích không? Nói không, đi tới tri kiến thanh tịnh. Nói tri kiến thanh tịnh là mục đích cuối cùng phải không? Nói không, tri kiến thanh tịnh để đi đến vô thủ trước bát niết bàn. Thì cái này là cái cuối cùng. Nào, thì tới đây là chấm dứt. Thì quý vị giải thích coi như thế nào? Tôi lặp lại, nó có 7 giai đoạn, mà thêm cái cuối cùng nữa là 8 giai đoạn. Đại thừa lấy cái cuối cùng, đại thừa hay cùng, là giới thanh tịnh, đi tới tâm thanh tịnh,
tâm thanh tịnh đi tới kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh đi tới đoạn nghi thanh tịnh là cái thứ tư, đoạn nghi thanh tịnh đi tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là cái thứ năm, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh để đi tới đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo cái này cứ có tri kiến để đạo tri kiến thôi. Rồi đạo tri kiến thanh tịnh đi tới tri kiến thanh tịnh là bảy giai đoạn. Rồi Xá Lợi Phất mới hỏi vậy là cuối cùng nó không, phải đi tới vô thủ trước bát niết bàn, không còn dính mắc, không còn chấp trước vào đâu hết, thì cái này mới là cuối cùng, mới đâu còn chỗ nào hơn nữa. Cái này là tôi có giảng kỳ thọ Bát Quan Trai năm ngoái là năm đầu đó, thì nữa hai lần ạ. Thì Phật tử đã có trả lời rồi, nhưng mà bây giờ chắc quên rồi. Thì cái này cũng là tư tưởng và bát nhã. Cái này là cái giai đoạn tu tập của Phú Lầu Na. Cái này là trong kinh Nguyên Thủy á. Còn cái kia là kinh Đại Thừa, kia là kinh Phát Triển. Phú là Quyền Giác Như Huệ Năng, đó là thuộc về Thiền Tông. Kinh Phát Triển, kia là Đại Thừa đó. Còn cái Lương Võ Đế với Bồ Đề Ma cũng là Thiền Tông Chánh Công. Cũng là kinh Phát Triển. Tức là vô thủ trước bát niết bàn, từ đó mà phát ra. Còn cái này là kinh Nguyên Thủy. Thì chúng ta tu tập cũng giống vậy thôi. Trước tiên là phải giới thanh tịnh, tức là giữ giới cho thật kỹ. Rồi nhờ cái giới này chúng ta mới đi tới tâm thanh tịnh, là tập trung niệm Phật đếm từ 1 tới 10, đếm niệm từ khỏi cần đếm, chìm đắm, tự tí niệm Phật nó phát ra, chìm đắm trạng thái. Đây là cái tâm thanh tịnh đi tới định sanh trí tuệ, định sanh hỷ lạc. Là cái tâm đó yên, thân an, tâm hỷ, rồi thân lạc, tâm lạc. Qua đây là cái tâm thanh tịnh. Rồi tâm thanh tịnh để làm gì? Để quán xét về vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì cái này là cái kiến thanh tịnh, tôi nói đại khái thôi ha. Rồi kiến thanh tịnh để làm cái gì? Để đi thấy vô thường, vô ngã không phải là khổ đau, mà vô thường, vô ngã là chân không, là niết bàn tịch tịnh. Thì đây là đoạn nghi thanh tịnh. Kiến thanh tịnh là thấy được thiện ác, như thế nào là thiện, như thế nào là ác thì tôi có giảng rồi. Muốn phân biệt thiện ác là phải đi diệt năm triền cái. Hôn trầm, hoài nghi là dứt thiện ác. Hoài nghi là hết phân, hết biết cái nào là thiện ác rồi. Cuộc đời chúng ta không rõ thế nào thiện ác. Khi mà nãy tôi nói là khi mà có vợ rồi, bên vợ với bên cha mẹ mình hiểu lầm nhau, mình phải như thế nào. Rồi đứa con mình với con bên vợ hiểu lầm như thế nào. Rồi giữa mình với cô bạn mình mà có hiểu lầm phải như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Thì cái nghi này sẽ dứt trừ, sẽ phân biệt biết cái nào thiện, cái nào ác. Thì thiện ác là do giới luật. Thì chúng ta hiểu nếu mà giới luật kỹ rồi chúng ta phân biệt ai là thiện ác. Thành ra người nào giữ giới nhiều thì người đó là thiện. Người nào không tu không giữ giới người đó là ác. Thì nếu mình nghiêng là phải nghiêng vào bên thiện cho người ta giải thoát. Còn bên ấy ác nghiêng đó thì nó làm ác thêm. Thành ra bây giờ không có thân sơ mà thấy cái người tu hay không tu. Đức Phật có dạy người nào độ được thì Ngài độ. Người độ được thì Ngài cũng phải chịu, như là ông Đề Bà Đạt Đa. Điều đó là em của vợ Đức Phật, em của là Gia Du Đà La, em ruột Gia Du Đà La. Mà Ngài đâu có độ được, phải bị đất trùng sông. Rồi vua Thiện Giác là cha của Gia Du Đà La, cha ruột vua Thiện Giác, chửi mắng Đức Phật lúc Đức Phật bỏ đi tu, rồi bị đất chôn, đất hút. Đức Phật cũng đâu có cứu được. Đâu phải là Đức Phật rồi cứu hết, là muốn làm gì làm, không có vấn đề đó đâu. Rồi chúng ta thấy là A Xà Thế giết cha ruột là Tần Ba Sa La, Đức Phật còn sống. Tần Ba Sa La là đệ tử rất là chân chánh của Đức Phật, mà Ngài cũng đâu cứu được. Rồi 500 vị bên dòng họ Thích Ca,
Vua Lưu Ly kéo quân về giết hết 500 vị. Đức Phật cản lần thứ nhất, vua Lưu Ly kéo trở về. Lần thứ nhì, cản lần thứ nhì, Lưu Ly kéo trở về. Lần thứ ba, định thần nó xàm tấu, vua Lưu Ly nhất định đi. Đức Phật cũng để đi, giết hết trên 500 vị. Đức Phật cũng đầu hàng tốt. Thì mình phải hiểu là thiện ác là như thế nào. Thì những nào có căn thì mình cứ giúp, người nào không căn dầu là dòng họ đuột cũng phải chịu thôi. Cái nhân quả là nó không tha ai hết. Ngục Kiền Liên bị ngoại đạo nó đánh tới bầm mình, Đức Phật phải biết chứ, về có 7 bữa là chết. Tại sao đệ tử hàng nhận nhất của Ngài mà lợi Ngài không cứu, mà Ngục Kiền Liên là A-la-hán thần tông đệ nhất, mà sao không sử dụng thần thông mà để đánh tới chết? Thì chúng ta phải hiểu đạo Phật, cái nhân quả là không có chạy trốn. Cái cảm giác đau thì Đức Phật cũng có, thánh nhân cũng có, nhưng mà cái khổ về tư tưởng là bậc A-la-hán là không bao giờ có. Mà không có thì đâu có sợ gì vấn đề chết, không vừa đánh đập đâu. Đau thì có đau, mà khổ thì không khổ. Cái chỗ đó mà tôi nắm được, tôi mới giảng về vấn đề mà hiến xác, mà cái cô gì bên Mỹ Hòa hỏi 8 tiếng đồng hồ thì vẫn còn đau đớn, vẫn còn nhức nhối. Nhưng mà khổ thì không có, không có cái tư tưởng mà giận. Nhưng mà người phàm phu nếu mà đau đớn mà có phát tâm rồi thì vẫn không có khổ. Phàm phu thì vẫn không khổ, nếu mình đã hiến xác, mình đã đồng ý mà. Bây giờ người mẹ mình đánh mình tới mà bầm mình hết đau đớn vô cùng, mà nếu thật sự là thương mẹ thì mình cũng đâu có khổ. Thì cái này là phàm phu thôi, huống gì A-la-hán thì cái tư tưởng không còn nữa. 24/24 toàn là phật tánh không, toàn là cái lặng lẽ thôi, thì lấy cái gì mà đau khổ? Đức Phật mà bị đề mà đa lăng đá dập chân cũng đau, Ngài là cây đá sao? Thì cũng rằng nghiêng một bên để Ngài lắng nghe cái đau. Tư tưởng không có, mà cái đau vẫn có. Cảm giác thì ai cũng có hết. Chúng ta phải hiểu cái đó, đi vào duy thức chúng ta mới thấy là một cái hay của duy thức. Để chúng ta sống trong cuộc sống này, vẫn nhận lấy cái chửi bới, đánh đập, đau đớn, trăn trở, quằn quại, nhưng mà không bao giờ có tư tưởng. Mà không tư tưởng thì làm sao luân hồi? Mà thì chúng ta phải đọc tới, thì cái đó ít nhất cũng phải bất lai. Nhập lưu vẫn còn tư tưởng đau khổ, nhất giản lai cũng vẫn còn, chỉ có bất lai mới bớt thôi. Thì cái đó chúng ta học sao? Thấy không? Thì ở đây tôi kể vậy đó, rồi quý vị về suy gẫm lại. Thấy không? Đạo là cái mà đoạn nghi thanh tịnh. Thì cái đoạn nghi này giống như cái đoạn nghi của cái nghi của người năm triền cái. Mà nghi có năm triền cái là không phân biệt như thế nào là thiện, như thế nào là ác của người trời. Còn cái đoạn nghi thanh tịnh này là của nhập lưu, thấy rằng thiện ác đều bình đẳng. Thì cái nghi này nó khác. Thì đó là chúng ta phải suy gẫm. Tôi đã có giảng nhiều lần rồi. Thì đoạn nghi thanh tịnh đây là bắt đầu để vào quả nhập lưu. Rồi đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo là con đường, tức là tư tưởng thiện là con đường để nhận lại cái bất tử. Thì cái này phải là nhị thiền mới đạt được cái đạo này. Nhưng mà đây không phải là bát nhã, nhưng mà cái điều kiện ắt có và đủ phải nhị thiền. Thì đủ điều kiện trăn trở, bất mãn thì mai ra có thể nhận được cái bất tử. Còn từ sơ thiền ở dưới là rất là khó nhận, tức là bốn đường ác là không bao giờ nhận được cái bất tử. Chỉ có người trời là hơi khó nhận, tới nhị thiền là dễ nhất. Thì chúng ta nên nhớ Đức Phật có hai cái trung đạo, một cái trung đạo về sát thân và một cái trung đạo về tâm. Trung đạo về sát thân là tám giới nhị thiền, trung đạo về cái tâm là phải pháp thân thường trụ của Như Lai. A-la-hán là chưa có trung đạo, về cái tâm mới có đi vào chân không. Bồ-Tát đi vào diệu hữu mà chưa toàn diện, thì Bồ-Tát đi vào ứng hóa thân, một thân nhiều thân, tới Như Lai mới vô lượng thân, thì pháp thân mới là đầy đủ. Thì đó là trung đạo của tâm. Thôi đại khái là vậy, thấy không? Thành ra đạo phi đạo,
Đạo đây có nghĩa là tư tưởng thiện, phi đạo là tư tưởng ác. Mà tư tưởng ác thì không bao giờ nhận được cái bất tử. Thì muốn nhận được bất tử thì phải dùng tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác đi. Rồi chừng nào cái ai lại gia tràn hết tư tưởng thiện, đó là đạo tri kiến thanh tịnh. Thì từ cái tư tưởng thiện này mới nhận lại trong kinh có đề. Chúng ta phải dùng tư tưởng tốt, tức là tư tưởng thiện đó, mà đuổi tư tưởng xấu. Rồi chúng ta phải chặt đứt các dây xiềng để tới Niết Bàn. Tư tưởng thiện là từ đây mới đủ điều kiện để nhận lại cái bất tử. Đó là đạo tri kiến thanh tịnh. Rồi đạo tri kiến thanh tịnh nhận lại cái bất tử tới chừng nào cái tư tưởng thiện không còn nữa, toàn là bất tử không, thì đây kêu là tri kiến thanh tịnh. Thì đắc quả la hán. Đắc quả la hán đâu có rồi. Mình rồi rồi, mình không còn dính mắc vào tam giới nữa, nhưng mà chúng sanh còn bời bời. Bây giờ mãi tụng kinh là đại bi chú. Ra tùy thượng một chúng sanh, nhiều chúng sanh, ra ứng hóa thân, chân không mà phải diệu hữu. Tới chừng vô lượng thân, vô lượng cõi mới là có cái pháp thân trường trụ Như Lai. Đây là vô thủ trước bát Niết Bàn. Thôi tới đây là hết.